ngày 10 tháng 1 năm 2020 tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy: 1. Đối với đồng chí Hoàng Trung Hải, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên, dự án Tisco 2, cụ thể là thiếu trách nhiệm, không xem xét cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng hợp đồng EPC số 01, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu EPC số 01 của dự án Tisco 2 và tăng chi phí phần C của hợp đồng, cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Tisco 2 và vay vốn tín dụng ưu đãi vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước. Thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc Tisco tách phần C ra khỏi hợp đồng EPC số 1 và giao cho Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thực hiện, làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý hợp đồng EPC nói trên. Đồng ý cho Tisco thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với hợp đồng EPC số 01 của dự án Tisco 2. Những vi phạm khuyết điểm nêu trên của đồng chí Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của đồng chí đối với đảng, nhà nước, căn cứ quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải bằng hình thức cảnh cáo. Đối với đồng chí Triệu Tài Vinh, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đồng chí đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, cụ thể là chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Một số cán bộ, đảng viên của tỉnh bị thi hành kỷ luật và xử lý hình sự, trong đó có cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, phát hiện, xử lý. Khi xảy ra vụ việc, xử lý thiếu kiên quyết, thiếu kịp thời, không nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến kỳ thi. Chấp hành không nghiêm quy định của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên, sau khi bị phát hiện, đồng chí còn né tránh trách nhiệm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định của Trung ương Đảng. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Triệu Tài Vinh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ theo quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Tài Vinh bằng hình thức khiển trách.